Bản tin thời sự An ninh ngày 24 tháng 1 năm 2022. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh TV 24 giờ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình an ninh xã hội trong nước. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Sáng nay, tuyên án cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Hi hữu, tài xế cứu hộ bị lừa lấy mất xe khách trên cao tốc. Tạm giữ đối tượng giả danh cảnh sát hình sự cướp đoạt tài sản. Bốn đối tượng mới ra tù đã thực hiện liên tiếp 7 vụ trộm khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt nửa tỷ đồng. Thanh Hóa bắt hai đối tượng lừa bán xe máy chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Sơn La bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thu giữ nhiều vũ khí. Hai cha con cùng lãnh án vì hành xử côn đồ. Bắt đối tượng trốn truy nã xuyên quốc gia. Bắc Giang làm rõ vụ cố ý gây thương tích trong khu công nghiệp. Hà Tĩnh mang 3 tiền án vẫn đột nhập nhà dân trộm tài sản bà Phương Hằng sẽ tiếp tục tố cáo sau khi hàng loạt sao Việt được minh oan. Sau đây là thông tin chi tiết. Sáng nay tuyên án cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Sau nhiều ngày nghị án, sáng ngày 24 tháng 1, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và 7 bị cáo liên quan những sai phạm khi triển khai đề án đặt robot phẫu thuật tại bệnh viện này. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 1, viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên ông Quốc Anh 5 đến 6 năm tù và cựu phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Ngọc Hiền 4 đến 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ. Viện kiểm sát đề nghị Phạm Đức Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty BMS 30 đến 36 năm tù treo. Năm bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 năm tù treo đến 36 tháng tù. Quá trình xét xử, ông Quốc Anh phủ nhận cáo buộc thông đồng với Phạm Đức Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty BMS khi triển khai việc lắp đặt robot phẫu thuật. Bị cáo cho rằng mình không có mục đích động cơ cá nhân chỉ muốn bệnh nhân không phải ra nước ngoài chữa trị với chi phí đắt đỏ. Cựu giám đốc bệnh viện thừa nhận khi triển khai đề án, bị cáo đã nóng vội dẫn đến thiếu sót một số thủ tục hành chính. Những bị cáo khác đều mong muốn hội đồng xét xử xem xét đánh giá động cơ, mục đích hành vi của từng người để phán xét. Theo đại diện viện kiểm sát, các cựu lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện cho nhóm tại công ty BMS nâng giá thiết bị robot phẫu thuật, trong đó Quốc Anh thống nhất với bị cáo Tuấn để liên doanh, liên kết đặt máy với giá thiết bị 39 tỷ đồng ngay từ khi robot chưa nhập về Việt Nam. Sau khi không thông qua Hội đồng Khoa học và Đạo đức Bệnh viện, ông Quốc Anh đã chỉ đạo cấp dưới đề xuất thủ tục và hợp đồng liên doanh liên kết. Sau đó, Giám đốc Bệnh viện ký triển khai thực hiện mà không tuân thủ quy trình thủ tục. Về cá buộc bị cáo Tuấn đã biếu ông Quốc Anh 400 triệu đồng và 10.000 đô la Mỹ. Cựu giám đốc bệnh viện khai chỉ nhận 100 triệu đồng và 10.000 đô la Mỹ. Bị cáo cho rằng việc nhận tiền diễn ra vào dịp Tết nên nghĩ là quà Tết, không nghĩ rằng đó là chuyện tiêu cực. Hi hữu tài xế cứu hộ bị lừa lấy mất xe khách trên cao tốc. Ngày 23 tháng 1, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra xác minh vụ việc một tài xế xe cứu hộ thuộc công ty cứu hộ giao thông 118 TG, tỉnh Tiền Giang trình báo bị lừa lấy mất ô tô của khách trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Theo đó chiều ngày 17 tháng 1, anh N, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, đi ô tô mang biển số 62A 21731, xe do anh N thuê đến tỉnh Tiền Giang thì gặp sự cố anh N liên hệ xe cứu hộ của công ty cứu hộ giao thông 118TG và được tài xế tên Thờ đến mang xe về gara ở tỉnh Tiền Giang để sửa chữa. Tuy nhiên khi anh Thờ đưa xe đến gara ở Tiền Giang thì nơi này không nhận sửa chữa nên anh N yêu cầu đưa xe về tỉnh Đồng Nai. Khi anh Thờ lái xe cứu hộ chở ô tô của anh N về đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh thì có nhóm người chưa rõ lai lịch đi ô tô đến nói là bạn anh N. Họ nói anh N nhờ đến lấy xe tự lái về. Do nhóm người này biết tên tuổi, địa chỉ giao xe và chìa khóa xe của người gọi cứu hộ, nên anh Thờ tin tưởng giao xe cho nhóm này. Đến tối ngày 17 tháng 1, anh Đờ gọi điện hỏi xe, thì Thờ mới phát hiện bị lừa nên đến công an trình báo. Ông Nguyễn Văn Bé Nam, giám đốc công ty cứu hộ giao thông 118TG xác nhận do tài xế tin tưởng nhóm kia là do chủ xe gọi đến nên đã giao xe. Hiện công an huyện Bình Chánh đang làm rõ sự việc, còn tài xế Thờ vẫn ở công ty làm việc bình thường. Ông Nam cũng cho biết thêm, phía công ty tin tưởng tài xế thờ 100% bởi tài xế thờ lâu nay không rượu chè cờ bạc, thờ chỉ biết đi làm. Tạm giữ đối tượng giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản. Ngày 23 tháng 1, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Vàng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang về hành vi giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản. Trước đó vào ngày 21 tháng 1 năm 2022, Hồ Văn Vàng đến quán cà phê của chị NTT tại xã Long An, huyện Long Thành, xuất trình một thẻ có logo huy hiệu công an, tự xưng là cảnh sát hình sự với yêu cầu được kiểm tra quán. Sau khi kiểm tra, Hồ Văn Vàng đe dọa quán của chị NTT đang vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tới 45 triệu đồng và có thể ở tù từ 1 đến 2 năm. Chị NTT xin vàng bỏ qua để tiếp tục kinh doanh. Sau đó vàng yêu cầu chị NTT đưa cho vàng số tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng thì mới chấp nhận bỏ qua. Do không có sẵn tiền nên chị NTT đưa trước cho vàng 1 triệu đồng tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Long Thành và hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng vàng đến quán cà phê của chị NTT để nhận thêm số tiền còn lại thì bị công an xã Long An phát hiện bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Hồ Văn Vàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Bốn đối tượng mới ra tù đã thực hiện liên tiếp 7 vụ trộm. Ngày 23 tháng 1, Công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 2000, Nguyễn Hoàng Tuấn sinh năm 1994, Ngô Hoàng Tân sinh năm 1994 và Võ Duy Khánh sinh năm 2000 cùng ngụ xã Thân Cửu Nghĩa về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, bốn đối tượng khai nhận rạng sáng ngày 1 tháng 1, cả nhóm chạy xe máy đi tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến nhà anh Nguyễn Thành Vinh, ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, các đối tượng dùng kiềm cắt hàng rào kẽm B40 và cửa nhà đột nhập vào nhà trộm 600.000 đồng và 3 xe máy, tổng trị giá khoảng 65 triệu đồng. Sau đó các đối tượng đem xe đến thành phố Mỹ Tho và tỉnh Long An, bán lấy tiền để sử dụng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 7 tháng 1, lực lượng công an huyện Châu Thành lần lượt bắt giữ Tuấn Thành Tân Khánh. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều kiềm, đoạn mở khóa và vũ khí thô sơ. Qua điều tra mở rộng, các đối tượng còn khai nhận với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 11 năm 2021 đến khi bị bắt, cả nhóm đã thực hiện 7 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Châu Thành hiện công an huyện Châu Thành đã thu hồi 3 xe máy. Được biết, bốn đối tượng này đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù chưa lâu. Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt nửa tỷ đồng. Ngày 23 tháng 1, công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố 3 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn có biểu hiện hoạt động lừa đảo qua mạng chiếm đoạt số tiền lớn. Ba đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Phi Thịnh sinh năm 2000, thường trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Nguyễn Đình Thìn và Nguyễn Xuân Thìn đều sinh năm 2000 và thường trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đối tượng khai nhận đã mua các tài khoản Facebook đăng ký bằng thông tin của người nước ngoài để lập các fanpage có tên hỗ trợ vay vốn nhanh, sau đó đăng tải, chạy quảng cáo bài viết với nội dung hỗ trợ vay vốn từ 10 triệu đến 200 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn, khi có người vay tiền, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cùng mã OTP gửi về điện thoại. Từ các thông tin cá nhân người vay cung cấp, các đối tượng thông qua ví điện tử Momo để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người cần vay. Sau đó chuyển đi các ví điện tử Momo đăng ký với thông tin giả đã lập trước đó để che giấu nguồn tiền rồi mới chuyển đến tài khoản ngân hàng của các cá nhân để chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã thu giữ 8 điện thoại di động, 7 thẻ ngân hàng và nhiều tăng vật có liên quan đến vụ án. Theo lời khai của các đối tượng, với thủ đoạn như trên, từ cuối năm 2021 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hơn 100 người ở các địa phương trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thanh Hóa bắt hai đối tượng lừa bán xe máy chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Theo thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an huyện Như Xuân vừa điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán xe máy trên mạng xã hội với số tiền thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng. Theo đó hai đối tượng bị bắt giữ là Lê Đăng Duy, sinh năm 1995, chú xã Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Viết Vinh, sinh năm 1993, chú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Theo điều tra ban đầu, ngày 25 tháng 12 năm 2021, anh Nguyễn Văn Tê ở thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, đến công an huyện trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3 triệu đồng thông qua việc anh đặt cọc mua xe máy trên mạng xã hội. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Như Xuân đã tập trung xác minh và lập án đấu tranh làm rõ. Sau một thời gian tích cực xác minh, công an huyện Như Xuân đã xác định Lê Đăng Duy và Nguyễn Viết Vinh chính là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo nói trên. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 6 điện thoại di động, một máy tính sách tay và nhiều tài liệu có liên quan khác. Tại cơ quan công an, hai đối tượng trên khai nhận đã lập các trang Facebook, Zalo, YouTube nhằm giả mạo cửa hàng bán xe máy nhập khẩu đắt tiền với giá rẻ, kèm theo các số điện thoại để liên hệ. Sau đó chúng giả mạo bằng cách đăng tải các hình ảnh, video giới thiệu các loại xe máy đã chỉnh sửa và ghép tên cửa hàng, lồng tiếng giới thiệu của cửa hàng rồi đăng tải trên các trang mạng xã hội để giao bán. Khi có người liên lạc mua xe, chúng yêu cầu cung cấp thông tin người mua để giả làm thủ tục mua bán đăng ký biển số. Đồng thời, chúng gửi số tài khoản để người mua chuyển tiền đặt cọc. Khi nhận được tiền cọc, các đối tượng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để cắt ghép giấy tờ đăng ký tên chủ xe, biển số, hợp đồng mua bán và gửi hình ảnh này cho người mua nhằm tạo lòng tin. Sau đó, chúng tiếp tục yêu cầu người mua chuyển tiền vào các tài khoản rác cho chúng để nhận xe. Tuy nhiên, khi người mua chuyển đủ số tiền, chúng sẽ chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt luôn số tiền đó. Với thủ đoạn này, hai đối tượng nói trên đã gây ra hàng trăm vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ và mở rộng vụ án. Sơn La bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ nhiều vũ khí. Ngày 23 tháng 1 tại bản Co Tàng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với công an huyện Mộc Châu, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh và tiểu đoàn 2 trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc đã tổ chức lực lượng bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất cấm, thu nhiều súng đạn. Đối tượng bị bắt là Tráng A Thảo, sinh năm 1963, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Hòa Bình, ngày 8 tháng 9 năm 2003 về hành vi mua bán trái phép chất cấm. Quá trình bắt giữ, công an đã thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng K59 có 11 viên đạn. Trong đó có một viên đã lên nòng. Tại hiện trường, lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng AK, 30 viên đạn, ba khẩu súng tự chế và một số tăng vật liên quan khác. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận khi biết bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy nã, đối tượng đã trốn tại nhà ở bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, đồng thời xây dựng hệ thống tường rào kiên cố xung quanh và móc nối với một người không rõ tên tuổi, địa chỉ ở khu vực biên giới, mua hai khẩu súng quân dụng, đạn và ba khẩu súng tự chế, luôn mang theo bên người để chống lại lực lượng chức năng, đồng thời để tẩu thoát lên rừng nếu bị phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hai cha con cùng lãnh án vì hành xử côn đồ. Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt cùng mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Tỷ Phú, sinh năm 1972, ngụ thị xã Tràng Bàng và Nguyễn Ái Quốc, con của Phú, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Long An về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2021, hai cha con Phú đến vườn sầu riêng thuộc ấp 7, xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu để nhặt trái chín nhưng không có cả hai điều khiển xe máy để về nhà. Khi chạy ngang qua nhà của ông C, em vợ Phú, cha con Phú phát hiện bà L, chị vợ Phú, nhặt củi bên đường. Tức giận bà L từng chỉ bới xúc phạm mình, Phú dùng dao làm bà L thương tích vùng mặt. Thế vậy, ông C và anh thờ, con của ông C, chạy ra can ngăn, lập tức quốc lấy gỗ và dao đuổi đánh ông C nhưng bất thành. Chưa hả cơn giận, quốc lấy cây gỗ đánh vào người anh thờ gây thương tích. Bắt nữ đối tượng trốn truy nã xuyên quốc gia. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa và Công an phường Quang Trung nắm bắt thông tin đối tượng Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1985, trú tại phường Quang Trung quận Đống Đa đang có ý định trở về Việt Nam. Đơn vị chức năng nhanh chóng lập kế hoạch xác minh, bắt giữ đối tượng. Ngày 13 tháng 1, Công an quận Đống Đa bắt giữ thành công Nguyễn Thị Vân tại tỉnh An Giang. Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận vào năm 2021, Vân nhận lời một người Trung Quốc thuê một căn hộ ở Hà Nội để tổ chức cho một số người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép. Bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội phát hiện Nguyễn Thị Vân đã bỏ trốn sang Campuchia. Công an quận Đống Đa đã bàn giao đối tượng cho cơ quan an ninh điều tra Công an thành Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý. Bắc Giang làm rõ vụ cố ý gây thương tích trong khu công nghiệp. Ngày 22 tháng 1, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của chị LTT, sinh năm 1988, là giám đốc một công ty đang thi công trong khu công nghiệp Vân Trung, thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, về việc khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại công trường, chồng chị là anh KHS, quốc tịch Hàn Quốc, là phó giám đốc công ty, bị một người gây thương tích. Qua điều tra công an huyện Việt Yên làm rõ đối tượng Hoàng Tuấn Anh, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, là công nhân của một công ty xây dựng trong khu công nghiệp, là người đã dùng dao làm rách lòng bàn tay anh KHS. Tại cơ quan công an, Hoàng Tuấn Anh khai nhận do mâu thuẫn trong quá trình thi công nên đã gây thương tích cho anh KHS. Hiện công an huyện Việt Yên đã bàn giao vụ việc cho công an huyện Yên Dũng điều tra theo thẩm quyền. Hà Tĩnh mang 3 tiền án với đột nhập nhà dân trộm tài sản. Công an huyện Hương Khê Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1993, trú tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Khê nhận được tin báo về việc anh Hà Ngọc S, sinh năm 1986, trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê bị kẻ gian đột nhập nhà riêng lấy trộm một chiếc tivi trị giá gần 20 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Hương Khê đã thành lập tổ công tác tập trung điều tra xác minh Kết quả cơ quan xác định Nguyễn Văn Thành là đối tượng thực hiện hành vi trên. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thành khai nhận do cần tiền tiêu xài nên ngày 4 tháng 1 năm 2022 đã lợi dụng khu vực hẻo lánh đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Được biết Thành từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bà Phương Hằng sẽ tiếp tục tố giác sau khi hàng loạt sao Việt được minh oan. Hôm 23 tháng 1 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo chính thức về chuyện làm từ thiện của một số cá nhân là người nổi tiếng. Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương, mẹ Hồ Ngọc Hà đã được xác định không có dấu hiệu gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Ngay lập tức dư luận bùng lên những tranh cãi. Tối cùng ngày, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã lên sóng live stream. Nữ CEO thẳng thắn đề cập đến kết luận điều tra từ thiện vừa qua. Dư luận khá bất ngờ khi mở đầu live stream và ông Dũng Lò Vôi đã gửi lời chúc mừng các nghệ sĩ trên khi họ không có dấu hiệu phạm tội trong chiếm đoạt tiền từ thiện. Bà Nguyễn Phương Hằng nhớ lại, nguồn cơn của những việc này đều là từ ông Võ Hoàng Yên mà ra. Nói về Hoài Linh, bà chủ Đại Nam cho rằng mình đã đúng khi nói Nam danh hài ngâm tiền từ thiện suốt hơn nửa năm. Bên cạnh đó, việc Hoài Linh kêu gọi vào tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng, còn Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi vào tài khoản của trợ lý cũng bị đưa ra để nghi ngờ. Về vấn đề tố giác ăn chặn tiền từ thiện, bà Nguyễn Phương Hằng còn thấy bức xúc khi nhiều nghệ sĩ kêu gọi quyên góp nhưng khi trao quà, trao tiền lại chỉ để tên cá nhân. Tôi có cơ sở thấy những điều không hợp lý nên tôi tố giác. Ai cũng lập từ thiện nói là tiền cá nhân, còn tiền người dân đâu? rõ ràng là chưa giải ngân tiền của người dân đóng góp, chỉ có tiền của cá nhân họ bỏ ra để làm từ thiện. Thế nhưng thư cảm ơn của chính quyền cũng là cảm ơn cá nhân, đó là chiêu mượn hoa cúng Phật, tiền của người dân vẫn chưa giải ngân, 100% vẫn còn trong tài khoản, tôi vẫn sẽ tiếp tục tố giác, nữ CEO gay gắt nói. Đặc biệt trước thông tin một số người đang có ý định kiện ngược lại mình, bà Nguyễn Phương Hằng tỏ ra thách thức, bất kỳ người nào cảm thấy oan ức thì cứ kiện đi, tôi sẽ đi hầu, hầu đến nơi đến chốn luôn. Những thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật trên những bản tin của kênh TV 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.